Thủy Vân xin trân trọng gửi đến chào khán giả đang đến với chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được Thủy Vân đang đứng trước cửa tiệm cua khô bò ngay trong thương xá Sầm Uất, rất là quen thuộc với cộng đồng người Việt chúng ta, thương xá Phước Lộc Thọ. Và ngày hôm nay Thủy Vân xin mời quý vị chúng ta hãy dạo bước tiệm cua khô bò và coi là có những cái sản phẩm như là những cái chương trình khuyến mãi gì mới trong cái dịp lễ Tết sắp tới nhé. Và quý vị có thể thấy là Thủy Vân đang ở bên trong tiệm cua khô bò ngay trong khu thương xá Sầm Uất, Phước Lộc Thọ. Và Thủy Vân đang đứng bên cạnh cái khu gọi là khu thực phẩm, đồ ăn chơi mà là đồ ăn thực phẩm hải sản. Ngay đây có rất là đa dạng các loại, và một cái món mà Thủy Vân chắc là một hồi nữa chắc phải mua một hao về ăn thử quý vị, đó chính là chà bông cá sấy khô. Những cái món chà bông cá rồi chà bông heo mà người Bắc gọi là ruốc, mà ăn với lại cháo trắng vào một cái buổi sáng, đặc biệt là những buổi sáng cuối năm trời lạnh lạnh thì còn gì bằng, đúng không quý vị? Mà không chỉ vậy, tại đây những cái thực phẩm đồ ăn chơi khô hải sản của cua khô bò có rất là đa dạng. Chị Vân thấy là có cua sấy khô nè, rồi có cua rang nè, rồi có mực, khô mực. Và khô mực thì có rất là nhiều cái flavor, rất là nhiều cái gia vị, cay, không cay, rồi chua cay, rồi khô cá thiều, rồi tất cả các loại cá khác. Và một cái món mà Thủy Vân rất là nhớ hồi nhỏ mà Thủy Vân rất là thích ăn, đó chính là khô cá thiều. Và quý vị sẽ tìm được cái khô cá thiều và khô cá chỉ vàng đó ngay tại các địa điểm cua khô bò. Và điều đặc biệt là lúc nào cũng vậy, cua khô bò, khi mà chúng ta đến cua khô bò chúng ta mua càng nhiều thì chúng ta được tặng càng nhiều. Cứ 5 pound thì được tặng nửa pound, rồi 10 pound được tặng 1 pound. Lúc nào cũng vậy, quý vị nhớ điều đó nhé. Dịp lễ Tết cuối năm và thấm thoát là sẽ tới Tết Việt Nam. Và khi mà Thủy Vân đứng ngay cái khu vực này đây thì cái không khí Tết Việt Nam lại nở rộ, là tại vì quý vị biết sao không? Thủy Vân thấy mứt me nè, rồi kẹo chuối nè, xí muội nè, rồi các loại thèo lèo cứt chuột các loại mứt, ví dụ như là mứt gừng, rồi mứt bí, rồi đặc biệt là những cái loại mứt tắc. Mứt tắc ở Việt Nam Thủy Vân thích ăn lắm, mình rất là dơ tay, nhưng mà ở đây thì được nằm trong những cái gói rất là tiện như thế này. Thì không chỉ là tới Việt Nam mà ngay cả sắp tới đây, đó là những cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn cũng như là Giáng sinh. Gia đình chúng ta ngồi quay quần với những cái loại trà chúng ta có mua tại Vua Trà, rồi chúng ta nhâm nhi những cái món này còn gì bằng, đúng không quý vị? Và đặc biệt là những cái sản phẩm này là sẽ rất là quý nếu mà chúng ta mua làm quà cho bà con cũng như người thân của mình ở những tiểu bang lạnh vào thời điểm cuối năm. Mua càng nhiều được tặng càng nhiều, và đặc biệt là khi mà chúng ta đến đây chúng ta chỉ cần chọn thôi, rồi các chị bán hàng tại cua khô bò sẽ đóng gói là những cái bao bì rất là đẹp và gửi đi cho chúng ta, chúng ta không cần phải bận tâm đến cái chuyện đó. Đến với cua khô bò không chỉ đến với khô bò, khô hải sản hay là các loại sản phẩm, những cái thức ăn chơi mà là khô dành cho người lớn, mà còn có những cái sản phẩm, ví dụ như là những cái kẹo dẻo mà các em rất là thích. Bởi vì vậy mà Thủy Vân cứ nói với lại người tiêu dùng, đó là đến với cua khô bò thì chúng ta lúc nào cũng tìm được cái sản phẩm yêu thích nhất cho mọi thành viên trong gia đình, từ trẻ con cho tới người lớn tuổi. Và đặc biệt là khi chúng ta mua những cái phần này mà thành những cái phần quà thì lúc nào thì cua khô bò cũng, những anh chị ở đây sẽ bỏ vào những cái gói quà như thế này và bỏ vào những cái hộp rất là gọn, rất là đẹp. Và những cái món đồ ăn chơi như thế này rất là gọn, tại vì chúng ta có thể bỏ vào trong những cái phần ăn trưa mà không có bị messy, đúng không quý vị? Rất là tiện nữa. Và lúc nào cũng vậy, mua càng nhiều thì được tặng càng nhiều, chỉ có tại cua khô bò.
một cái điểm đặc trưng của tất cả các tiệm Coco Bò ở vùng Nam California, đó là khi mà chúng ta vào lúc nào cũng có ba cái chân trà ngay ở trước cửa. Và đây là loại trà trà nhãn táo nè, rồi trà mát nè, rồi trà quy linh. Và trà thì là lúc nào cũng có rất là nhiều những cái chất mà chống lão hóa, cũng như là chúng ta có thể uống trà thay nước mỗi ngày. Nhưng mà đặc biệt là những cái sản phẩm trà ở trong ba cái chum này, đó là trà Jolly, có nghĩa là trà thạch. Thì chúng ta uống nóng cũng được, nhưng mà trời Cali bất thường đúng không quý vị? Và buổi trưa nếu mà chúng ta có những cái hộp trà này và bỏ vào trong một cái ly nước để tủ lạnh, thì chúng ta sẽ có được những cái loại trà thạch nó đông lại. Trẻ em rất thích và người lớn tuổi cũng rất là thích vì rất là mát, thanh. Và lúc nào cũng vậy, trà là lúc nào cũng có cái chất chống lão hóa và một cái món khoái khẩu của các em. Thủy Vân cũng ngạc nhiên luôn, tại vì có mấy lần Thủy Vân có cho mấy em nó ăn thử những cái đứa trẻ sanh ra và lớn lên ở đây, nhưng mà nó hơi, nó vừa, nó không quá ngọt và nó thanh thanh, miệng nó dễ uống, nó dễ ăn chơi. Bởi vì vậy mà đây là những cái món quà thiết thực và lý tưởng trong những cái mùa lễ Tết sắp đến cho mọi thành viên trong gia đình của người thân của mình. Khi mà bước chân vào tiệm Coco Bò ngay trong thương xá Phước Lộc Thọ, thì góc sức khỏe là góc mà chúng ta sẽ thấy liền ngay phía bên tay trái của mình. Đó là vì góc sức khỏe là cái góc mà Coco Bò có những cái sản phẩm mà giúp củng cố sức khỏe của người tiêu dùng. Bên cạnh những cái món ăn chơi, bên cạnh các loại thực phẩm khô như là khô bò hay khô hải sản, một trong những cái sản phẩm mà góc sức khỏe mà Thủy Vân thích nhất của Coco Bò đó chính là vô chất xơ. Chúng ta biết là mỗi một ngày chúng ta phải ăn một cái lượng hàm lượng chất xơ rất là nhiều, và đó chính là rau củ quả, đúng không? Chúng ta phải ăn một vài pound để mà có đủ chất xơ để cho giúp cho nhuận trường cũng như là tiêu hóa. Với một cái con người chúng ta lúc nào cũng bận rộn, đặc biệt là sống trên đất Mỹ, thì phải ngồi xuống mà ăn chừng ấy pound vừa tốn thời gian mà vừa chán nữa không quý vị? Cho nên bởi vì vậy mà sáng sớm nếu mà chúng ta chỉ cần pha một cái gói chất xơ vào một cái chai nước và chúng ta lắc lên, chúng ta đợi cho cái chất xơ nó tan ra rồi sau đó chúng ta uống, buổi trưa chúng ta uống thêm một lần nữa, thì đó là chúng ta đã có đủ cái hàm lượng chất xơ mà cơ thể của chúng ta cần có. Đặc biệt là lúc nào chúng ta cũng cần phải uống nước, một ngày một người bình thường để mà có đủ cái gọi là cơ thể của mình hydrate, như là có đủ cái lượng nước cho cơ thể, thì chúng ta phải uống từ 1-1.5 lít. Những cái người mà hoạt động rất là nhiều cần tới 2 lít nước một ngày. Thế thì nếu mà thay vì uống nước thì chúng ta uống trà xanh. Trà xanh có thể được uống thay cho nước mỗi ngày, vì trà xanh có tính là lọc máu, cũng như là có rất là nhiều chất antioxidant trong trà xanh. Và khi mà chúng ta sử dụng hai cái sản phẩm này cùng một lúc, và cơ thể của mình sẽ có được một sự chuẩn bị để mà không có bị những cái bệnh thường mà người Việt chúng ta hay gọi là bệnh vặt. Rất là đơn giản đúng không quý vị? Trà xanh pha cũng rất là dễ, chúng ta có thể uống nóng hay là uống lạnh. Thì những cái gói trà xanh như thế này, nếu như mà uống lạnh đó, thì chúng ta bỏ vào một cái chai nước ấm, rồi chúng ta bỏ tủ lạnh, và cứ như thế chúng ta uống trong một ngày. Và trà pha trà nóng thì tùy vào cái ý thích của mỗi người. Và một cái điều mà Thủy Vân thích mua trà xanh ở Coco Bò, đó là khi mà chúng ta mua hai gói như thế này thì chúng ta sẽ được tặng một cái hộp rất là tiện, tại vì chúng ta cái hộp này nó gọn và nhỏ, chúng ta có để ngay trong chỗ làm của mình mà uống trà mà không sợ bị quên là phải đem từ nhà đến. Và bất kỳ lúc nào cũng vậy, quý vị có những cái câu hỏi nào về những cái sản phẩm sức khỏe của Coco Bò, quý vị có thể tìm đến tiệm Coco Bò trong Phước Lộc Thọ. Thì các chị ở đây rất là dễ thương, các chị sẽ trả lời cho tất cả những câu hỏi của quý vị. Nhớ nhé, góc sức khỏe của Coco Bò, chúng ta có trà xanh nè, có vô chất xơ, có trà hoa hồng, và một sản phẩm mới đó là nấm linh chi đỏ.
Và lúc nào cũng vậy, phương châm của Vua Khô Bò là mua càng nhiều, được tặng càng nhiều, và những món quà ý nghĩa trong dịp lễ Tết sắp tới. Và vừa rồi là Thủy Vân đã hướng dẫn quý vị, giới thiệu quý vị những cái chương trình đặc biệt cũng như những cái sản phẩm mà có thể chúng ta chưa được biết tại tiệm Vua Khô Bò ngay trong thương xá Thầm Uất, Phước Lộc Thọ. Và quý vị nên nhớ ha, lúc nào cũng vậy, khi mà chúng ta đến đây đó, chúng ta không chỉ mua những cái thức ăn chơi, những cái thực phẩm khô, ví dụ như là khô bò, khô mực cho bản thân mình, mà đây là những cái món quà thiết thực và kết nối mọi người trong gia đình với nhau gần gũi hơn và thân thiện hơn, và cũng như là những cái món quà mà chúng ta có thể gửi đi khắp nơi cho những cái người thân, người bạn của mình ở những tiểu bang khác mà không có Vua Khô Bò, và rất là dễ dàng, chúng ta mua càng nhiều tặng càng nhiều. Và các khi mà đến đây, chúng ta chỉ cần chỉ những cái món mà chúng ta muốn và các chị sẽ lo lắng những phần còn lại, từ đóng gói cho tới gửi đi, và chúng ta không cần phải lo một cái gì hết. Tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ. Vào một năm lễ Tết sắp đến, Thủy Vân kính chúc gia đình ta một mùa lễ Tết an khang và ấm áp bên cạnh gia đình và người thân. Và nhớ nhé, lúc nào cũng vậy, Vua Khô Bò, mua càng nhiều được tặng càng nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.